Nè chào anh em nha. Bữa nay hai anh em nước ngoài nhậu mà hết trơn mồi rồi. Được hai con cò là nướng hai con cò luôn anh em ơi. Đây. Có gì chơi đó. Có gì chơi đó. Có con cò chơi con cò. Để cấp lại nhét vô lon bia nè, đó. Có cái nắp này nè. Nè cái nắp này nè, đó. Đậy cái nắp lại. Cái này mình cháy nước vô không ta? Hay khỏi ta? Cho chút xíu bia vô. Chiếu bia vô ha. Để. Ê, chết chết chết, tắt 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 tắt. Tắt lửa, tắt lửa, tắt lửa. Không sao đâu, có sao đâu. Xong rồi mà. Không có, tắt lửa, hồi mình đốt anh luôn mà. Anh biết rồi, nhưng mà trước khi em đốt là em phải chặt ba cái cây. Mình gác nó lên hả? Sáu cái cây, mình bỏ này lên giống như cái bếp lò, hiểu không? À, em tính là nhét nó vô gì nè, cái để nó xuống gì nè, cái đốt luôn nè. Ốp xuống luôn á hả? Dạ, nó hầm cái nó chín luôn được không ta? Chứ giờ nè, vậy là cái đầu đốt. Đó. Nè, bỏ ra gì đi, cái đầu mình đốt. Họ ra thành cục lõi hết trơn. Rồi hồi có khi nào mình khỏi ăn luôn không? Cũng có thể lắm nha. Đây nè, đây nè. Chứ anh tính cái đường của anh là dạ, tính gác lên trên hay gác lên vậy thì nó mau chín nữa. Ừ. Cho vô chút xíu nước. Dạ, đúng rồi, vậy thì nó nè, bỏ đây. Thử coi, mình bữa nay thử cái này ơi. Sáng giờ mình lấy sáng giờ mình đi đánh nhóc ha, sáng giờ mình nhậu mồi thịt cầy ha. Mình run ra mình đốt. Không biết đâu ta. Đây. Rồi hết lá chuối cho anh nhặt lá chuối thêm. Này có mấy cây nhỏ nhỏ gì đó hay gì chứ, có mấy cây nhỏ nhỏ mình bỏ vô cái cung ấy đó. Cầu lá chuối quá trời lá chuối rồi. Ồ nó cháy nè. Ừ, cái em đang em đốt cái này. Cái đèn không thấy đường. Đang nhậu luôn em ơi. Hết mồi rồi, lấy lá chuối. Hả? Cái đèn ở đây nè. Đây này nè, cái đèn nó bật nó ma ma phật phật lắm. Được rồi. À, nó lên nè. Có cái dao đó, có cái dao đó, cái dao này để đâu đó. Thấy cái dao không? Tâm lý là hỏi nhát mà kêu anh em đốt lửa nướng luôn. Tại vì chắc giờ có khỉ gì đâu. Quá trời lá chuối luôn kìa. Một gừng lá chuối kìa. Này mấy ông anh mà gặp là khóc hết nước mắt luôn đó. Anh nào. Ui da nó nóng. Cả ông anh không đi thôi. Ông đi chặt lá chuối kìa. Mình gom cục đi anh em cho nó ấy. Cho nó gọn. Cho nó hầm, nó cũng đem quá trời kìa. Mình lấy nhiều luôn ha, cho nó hầm. Không, mình bỏ từ từ. Một cục nữa nè. Nhưng mà từ từ. Từ từ đó ha. Từ từ đắng rồi cho. Nè đó anh thiết kế rồi. Trời. Đúng là. Nè. Mình cho từ từ thôi để cho nó hầm ha, nó cũng quấn cục rồi nè, cái đầu nó cháy từ từ nó hầm. Với lại mình tiết kiệm nhiên liệu nữa. À, đang đánh nhát mà vậy đó. Đánh chim đây là cây sào nè đó. Đốt chơi luôn vậy này, trời này có chăng chiết gì đâu. Vậy này lo mưa mất chết nè. Cứ kiếm mồi nhậu đi chứ đã, còn chim có hay không là chuyện của nó. Ôi ơi nóng. Mồi này có bộ bén à. Mà không có cái gì chấm hết ta.
phải 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 có muối này chấm là đúng bài luôn nè ông anh nè đó. Mình chơi cá với bầy cây mà cái này ý mà cây ngồi đó. Thì chứ mình chấm hồi nó coi nó cũng ngọt ngọt à. Ồ lửa thấy lửa than không có coi... chuối chơi chuối cũng lửa than nữa chứ bộ cũng nóng lắm chứ bộ. Thử món này bữa nay coi làm sao, coi có ra trò ra chấm gì không. Cái lông bia mình nằm giữa nè, lông bia nằm giữa. Nhưng mà anh cũng phải bỏ xung quanh để nó nằm ở dưới gió cái nó bị ý nữa mình đó. Đó. Anh em có học hỏi nha. Học hỏi hả? Ném đá nữa. Ném dưa leo thôi. Chơi vui thôi chứ còn mình cũng mình bỏ này lên mình bỏ cái này lên tiếng giữa là mình bỏ này lên mình bây giờ mình bỏ này lên tiếng giữa cái là mình chạy mình ngồi mình nhậu cái hồi nó hầm nóng rồi là thấy em thấy là nó chín luôn á. Đúng rồi, ok. Thêm nữa là được. Cho thêm cái lá chuối tư nữa nè, cái lá chuối tư này quất thêm cái lá chuối vàng vàng này nữa lên cho nó đừng cho nó cháy, nó ngấm đúng bài luôn. Hay đó, hay đó. Lấy cái lá đừng cho thoát hơi nóng. Có cái đó đây anh cắt cái lá lạnh. Dạ. Lá lạnh nữa. À, nè anh em có em quấn cái lá chuối này nghe đó. Cái này là giữ cái đó. Giữ nhiệt lại không giữ cho nhiệt, giữ nhiệt gọi đó. Là giữ nhữ nhiệt đó, cho nó hầm lại không cho nó thoát hơi nóng ra ngoài đó. Đó rồi mình kia mình ngồi mình nhậu hồi mình xuống mình ăn con mình kia ngồi nhậu hồi xuống mình ăn con chim ăn chim sống. Nè còn cái bắp chuối nè. Bắp chuối rồi có bắp chuối chưa giải là đó. Là mày đốn bắp chuối này mày đốn luôn cái chuối luôn đi chứ. Đồ mà vậy mà nó cũng trái rồi. Được á. Được của nó đấy. Đó. Là chim cò không có con mẹ chân luôn em ơi. Đó. Rồi mình trở về vị trí đi. Về vị trí của mình ngồi ấy. Về vị trí ngồi nhậu của mình. Hai anh em nãy giờ làm mười mấy lon rồi. Nhưng mà uống chưa hết. Làm thôi chứ chưa uống. Khi nào để cái dao rồi cầm bạc rồi sáng mình quanh luôn đó. Lấy cái chân đi. Lấy cái chân người phiên làm cái đòn máng đèn luôn anh em nó. Rồi hồi chờ đợi kết quả nha anh em ơi, nướng rồi nè, chín rồi nè, nướng qua cái lon bia nè. Trời ơi, có nhìn nè, chim cò bữa nay chim cò thì không có gỡ chứ coi là nướng nè. À, có thịt đi lại 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 làm ly anh có không có nè 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 có nè là làm ly ơi, vô thôi làm đi với hai anh em tôi miếng cho nó mát nè 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 có gì mà các anh là làm ly ơi. Trời ơi ngồi nãy giờ bắt ếch hả. Vừa được con gì không nè, được hai con cò nướng ăn luôn nè. Nè cái tay ông này làm trước ngay cho miếng cho bác cho làm ớt biết không. Trời ơi quá bác nhái hả, quá trời luôn kìa. Bỏ vô cái lon bia á nướng chứ nướng lá chuối đâu có ấy đâu. Cái này quá trời mà ấy chưa chứ có dạ trời ơi, được miếng được rồi ơi. Chưa quá. Nè nè làm cái đùi con cò coi. Nè nè. Chưa uống rồi cầm trước miếng mồi để hồi tôi cũng mất được hả? Xay ảnh miếng mồi anh. Chưa. Miếng chim ơi, miếng chim ơi. Nè. Đó con dạt á, em có dạt. Dạt hả? Dạt nó đi lưới này thủng luôn á, nó xuyên qua luôn á. Nè là miếng mồi anh. Vô miếng cò. Ngọt ngay à nè, cầm đi. Được rồi. Nè, anh em chơi đi.
Có hai anh em có bãi chim mới cò hoài. Hai anh em mới chim mới cò hoài có ăn ngán có lại món này đâu mà. Hả? Hai anh em làm gọng đó hả? Đi dân ta lưới tận hình với đó đó. Gì hả? Bỏ với đó. Làm hả? Mới nay làm có lý không? Có gì đâu. Cò không chứ có gì đâu. Dạ. Trời. Được một hai con ăn chơi. Dạ có cò nhậu là được rồi. Nãy vô nãy giờ mưa quá trời. Tôi từ bên Cần Thơ mà tôi phải qua đây là. Nó lắng sâu vô trong máu mấy chục năm nay rồi. Tại cho gọi hai anh em chứ theo đúng rồi, mình không phải phân gia giới mà kêu tôi bằng chú chưa chưa chắc vừa nữa. Anh em cho nó trẻ. Gọi anh em đi cho nó còn bé bé chút xíu. Cái gì? Ở cái chân quay phim anh mà tại lấy treo cái đèn. Em tháo rồi, em tháo cái chân quay mà gắn ở đây nè. Hai anh em mình nè. Rồi rồi rồi. Thôi làm đi, gì em ơi. Dạ dạ dạ. Thôi ở làm đi. Cái kia có cái gì? Từ từ gấp gáp gì đâu. Không cũng hai anh em cũng ngoài nhậu chứ. Ở nhà cũng nhậu chứ. Nhưng mà nhậu ở đây thích hơn. Hồi trời mưa á. Hồi mưa chắc đời luôn. Đã, đã có mấy con sư bỏ ngoài đây nè, họ tính che ngồi mà chưa che. Thấy sợ mưa đâu có dám ra đồng. Sợ ướt mình nói gì. Anh em nha, hình quả buổi sáng đây. Được 3 con nhát, một con nhát nái, hai con nhát trống là xong phim. Trời nè, đó. Đó ông anh nè đó. Anh em coi nhìn bãi này gió là gió này là cả đêm đó, như bão nè, đánh gì được nữa. Có đánh hai anh em đánh mớ bia nè, mười mấy lon nè. Ngủ mưa trời ơi đó. Rồi thôi, từ giờ anh em ơi về uống phê.